bao tri kỷ có tình bạn thân. Họ dương kinh sử chú trao, lại kinh ứng thi chiếm cao đầu hiền. Lưu bình trà rượu hư thân, tan nhà nát cửa đến tìm bạn thân. Nhậu à? À, Lưu Bình phải nhậu mới được. Tan nhà nát cửa. Nhậu. 1, 2, 3. Nhậu. Trời ơi, quá sục luôn. Nhậu với đôi rách lang thang lắm. Quân hầu. Ờ, vậy đi. Gã mà tìm ta đó, nếu hắn có đối, dọn cho hắn một trái cà thiêu và một tô cơm hầm. Bỏ vô lấy. Dương Lệ ơi, năm xưa năm xưa ta chỉ mi còn là quýnh là đê à, cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết đông sang, ta sợ mi lạnh cho áo hầu cừu mắc hoài lúa gấm để cho mi an tâm lo bề học dân ta tặng riêng ngươi riêng một thư phòng. Giỏi. Loàn, ta phục mi cho biết mày sỏi cái nấu sự khi bản hổ danh đề dỗ cánh bay câu. Thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chí tình chí nghĩa, nó tan nhà nát cửa buộc lòng phải lết đầu nhờ giả thượng quan. Ôi ơi cái nghĩa kim bằng chỉ được ngươi sẵn bằng một trái cà thiêu và một tô. Mi có giỏi học có bằng đã không chứ, còn khoai đó ăn hay không ăn tùy mi. Ăn à, chào ngươi. Lưu Hiền Quỳnh ơi, lòng của đệ chỉ có trời cao chứng giam, đệ muốn nhà trái cà thiếu già hầm để gửi Lưu Quỳnh vào cửa phòng sân đình. Châu Long hiền thế dương lễ ta được như ngày nay, nhờ ơn tái tạo Lưu Bình. Ta cố nén trong lòng một cơn tức giận, vậy hiền thế hãy thay ta mà chấm xong. Nếu Lưu Quỳnh ta được nàng chiều chuộng, ác sẽ dễ dàng tốt đến tháng mấy. Tào Khang chi thế là đạo trọng, những cái nghe kim bằng thì bằng tiếng chi giao mà thà giống. Dừng kêu lại đây, Dương Lễ đâu rồi? Dạ kính chào Lưu Hiền Quỳnh. Còn ai, ai ngồi bên dưới đó? Tiếng nói đích thị là hàng nỉ. Dân lệnh chồng lo cho chàng ăn nhậu, Hiền Quỳnh có nhớ trong khi gần vui, thiếp thường khuyên sớm khuyên chưa chàng chưa thi đủ thì chưa động phòng. Thôi ta đã hiểu rồi, Lưu Bình xin đế đầu tái tả tâm tình Dương Lễ và đại nghĩa Châu Long. Cho đến chỉ phút sau cùng ta vẫn là hòn soi nhỏ nằm bên cạnh đoan cao. Cảm ơn các sư đệ rất nhiều. Dạ hết.